Nhà đất Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video tiếp theo ngày hôm nay Huy Hùng sẽ đến tham quan một căn nhà phố rất là đẹp nằm trên trục đường Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên quận Bình Thạnh nha quý vị. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà, một căn nhà xây mới thiết kế rất là đẹp, một trệt, một lửng, ba lầu. Với hướng nhà là hướng chính nam, phù hợp cho đại đình mình theo phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà này thì xây mới và thiết kế có chỗ đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt thờ và sân thượng trước sau. Chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà. Và căn nhà này thì khi mua thì gia chủ tặng kèm full nội thất bên trong nha quý vị. Căn nhà nằm trên trục đường Trần Bá Giao, thông ra đường Dương Văn Hàm và rất là gần với siêu thị EMAX 2 cũng như là khu dân cư Cityland, và kề bên là đường Phạm Văn Đồng cũng như là khu vực quận Bình Thạnh. Căn nhà mình nằm trên một trục đường thông khoảng tầm 5m đường thông xe hơi, rất là đẹp. Và quý vị nào đang tìm nhà hướng chính nam, hướng đông tứ trạch thì hãy gọi cho Hùng để đi xem căn nhà với giá bán hơn 7 tỷ này nha quý vị. Một căn nhà xây mới, thiết kế có lửng, nhà thiết kế bên ngoài có lớp cổng được ốp đá, bên trong thì có lớp cửa cuốn và một lớp cửa nhôm xin pha. Di chuyển vào trong đây thì quý vị sẽ có khu vực đậu xe hơi được ốp gạch 80. Hai bên tường có ốp nhựa trang trí và sơn màu trắng cũng như đèn led và đèn chiếu sáng. Ở khu vực cổng thì gia chủ có làm thêm tủ giày dép cho quý vị luôn. Và chỗ này thì quý vị đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ bên trong nhà. Đây là một căn nhà hướng chính nam xây mới theo mẫu kiến trúc lưỡng ngược năm 2022. Với giá bán gia chủ đang chào bán chỉ 7 tỷ 850 triệu đồng thôi, còn thương lượng thêm. Với diện tích là ngang 4m2, độ dài là 13m và phía dưới cầu thang thì quý vị thấy có phòng vệ sinh với bồn cầu và vòi tắm hoa sen bên trong. Và bên ngoài thì quý vị thấy có khu vực bồn rửa mặt. Ở khu vực đối diện với cầu thang là khu vực những cái tủ kệ trang trí. Phía sau là không gian phòng khách, cũng là khu vực lưng ngược của căn nhà, thì quý vị sẽ có tủ kệ tivi này, tủ kệ sách và sofa tặng kèm. Nhà thiết kế theo mẫu nhà phố lưng ngược nên không gian đường sau sẽ cao hơn đằng trước rất là nhiều. Chúng ta đang đứng từ phía đằng sau căn nhà và Hùng quay lên khu vực trần với hệ thống lưng ngược. Mẫu nhà này thì mẫu nhà lưng ngược năm 2022 nha quý vị. Với vị trí đẹp, đắc địa, đường thông, xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái luôn. Và vị trí sát trục đường Dương Quảng Hàm, Phan Văn Trị và Phạm Văn Đồng. Trên trục đường, đây là trục đường Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đường Trần Bá Giao bây giờ thì người ta làm lại rất là đẹp rồi nha quý vị. Làm lại khá là đẹp và sang trọng. Đã mới đi hệ thống, đi lại hệ thống cống rãnh và hệ thống thoát nước rất là tốt rồi. Và chúng ta đang ngắm nhìn bên trong căn nhà. Quý vị nào đang tìm một căn nhà gần khu vực Bình Thạnh xây mới, sổ hồng đầy đủ, xe hơi đậu trong nhà thì đây là một căn nhà rất là hợp lý nha quý vị. Căn nhà với diện tích ngang 4m2, độ dài 13m, xây theo mẫu lưng ngược năm 2022. Với giá bán anh chủ nhà đang chào bán chỉ có 7 tỷ 850 triệu đồng, còn thương lượng mạnh. Và chúng ta sẽ cùng Huy Hùng lên tham quan không gian bên trên nhé. Nhà mẫu lưng ngược như thế này thì không gian bên trên quý vị sẽ có không gian phòng bếp và các phòng ngủ. Và khu vực cầu thang thì có ốp đá hoa cương màu trắng, có soi chỉ và có đèn led bên trong. Nhà lưng ngược nên quý vị lên trên đây sẽ có không gian phòng bếp trên tầng lửng. Phòng bếp trên tầng lửng thì có bộ bàn ghế thư giãn này, và có cây xanh cũng như là có những ánh đèn led rất là lung linh. Kết hợp với không gian bếp thì có bàn ăn 4 ghế, có những bức tường được sơn hiệu ứng và có những ánh đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và bên phải màn hình sẽ là không gian bếp với tủ bếp trên dưới được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường, có khu vực để tủ lạnh hai cánh, bếp âm, bồn rửa chén bát và giá kệ để chén bát nha quý vị. Với không gian bếp trên tầng lửng này thì quý vị sẽ có cửa 4 cánh, cửa lùa ra khu vực mặt tiền chính, tạo nên không gian căn nhà khá là thoáng và sáng. Thì không gian bếp của mình nó cũng rất là thoáng nha quý vị. Mẫu nhà bếp trên tầng lửng thì cái bếp của chúng ta nó sẽ không bị ngợp. Khi chúng ta nấu thì mùi đồ ăn, khi chúng ta mở cửa ra bên ngoài mặt tiền thì nó sẽ tự động thoát mùi ra, hoặc chúng ta có thể gắn thêm quạt hút thì rất là tuyệt vời. Với hướng nhà là hướng chính nam, vị trí đẹp, đắc địa, sát bên trục đường Phan Văn Trị, khu dân cư Cityland. Chỗ này thì như quý vị đã biết thì nó kề bên là siêu thị EMAX trên trục đường Phan Văn Trị, siêu thị Vincom và các trung tâm hành chính của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lên trên lầu thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ master.
Phòng ngủ này thì quý vị sẽ có giường ngủ 2m, chân ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo. Phía trước là hệ thống cửa đẩy ra khu vực ban công, có màn rèm và cửa chớp. Phòng ngủ này thì gia chủ trang bị cho mình bàn trang điểm này, giường ngủ, chân ga gối đệm, tủ áo, tủ kệ tivi, máy lạnh và đầy đủ nội thất kèm theo. Phía dưới sàn thì ốp gạch giá gỗ. Phía sau không gian phòng ngủ master sẽ là không gian phòng tắm, xông hơi và tắm nằm. Quý vị đang đến với không gian phòng tắm xông hơi và tắm nằm. Phòng này thì quý vị sẽ có ghế thư giãn này, cây xanh, có bồn rửa mặt, có vòi tắm hoa sen, có bồn cầu, có bồn tắm nằm massage nước và có khu vực xông hơi khô. Đây là không gian của phòng tắm thư giãn ở lầu 1 của phòng ngủ master và chúng ta vừa tham quan xong. Rồi lên trên lầu thì quý vị đến với không gian các phòng ngủ tiếp theo. Quý vị đang cùng với Huy Hùng tham quan trực tiếp căn nhà sát bên Bình Thạnh, kề bên siêu thị E-Mart trên trục đường Phan Văn Trị, rất là gần với Bình Thạnh và Thủ Đức. Từ vị trí này thì quý vị qua trung tâm thành phố khoảng tầm 15 phút, đi về sân bay khoảng tầm 5 phút thôi. Vị trí quá đẹp, đắc địa, thuận tiện ở là văn phòng công ty cho thuê kinh doanh bán làm showroom spa. Và đây là một căn nhà hẻm 5m thông, xe hơi ra vào thoải mái và dễ dàng. Với hướng nhà là hướng chính nam, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và quý vị đang đến với không gian của phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này thì quý vị cũng có giường ngủ 2m, có chăn ga gối nệm, có bàn trang điểm, có chạy ảnh trang trí, có máy lạnh kép bồ và tủ áo đóng đụng trần cũng như là vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì gia chủ làm với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Quý anh chị đang cùng với Huy Hùng đến tham quan một căn nhà có vị trí đắc địa nằm trên trục đường Dương Quảng Hàm, phường 5 quận Gò Vấp thành Dương Quảng Hàm và Trần Bá Giao, phường 5 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Với giá bán 7 tỷ 850 triệu đồng còn thương lượng mạnh với anh chị chủ nhà. Hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80%. Nhà mới sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ pháp lý rõ ràng. Quý anh chị mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Và đây quý vị đang đến với không gian phòng ngủ cuối cùng, một phòng ngủ đầy đủ nội thất kèm theo nữa và có cả vệ sinh trong, cũng như là cửa sổ và cửa ra giếng trời. Với một căn nhà đẹp xây mới, sổ hồng riêng đầy đủ và nằm ở vị trí đẹp như thế này thì quý vị nào đang tìm nhà, thấy căn nhà này phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của đại gia đình mình, hãy bốc máy và alo trực tiếp cho Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Và trên cùng chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ, phòng giặt đồ. Đây là khu vực không gian phòng thờ này. Và phía sau thì quý vị sẽ có không gian phòng giặt đồ và sân thượng trước và sau. Phòng giặt đồ thì được gia chủ làm ốp gạch trên mái đằng sau, có chỗ để giặt đồ nha quý vị. Và ngoài đây sẽ là khu vực sân thượng phía trước của căn nhà. Sân thượng phía trước của căn nhà thì được gia chủ trồng thêm cây xanh, có rào chắn bên trên và có ốp gạch trang trí rất là đẹp. Như vậy là quý vị vừa cùng Huy Hùng đi tham quan một căn nhà hướng nam nằm trên trục đường Trần Bá Giao, phường 5, sát bên Bình Thạnh, vị trí đẹp đắc địa, đường thông 5m, xe hơi xe tải ra vào dễ dàng. Với giá bán là 7 tỷ 850 triệu đồng còn thương lượng. Quý chị quan tâm thì hãy gọi trực tiếp cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.